Hello anh em, mặc dù chơi game giải trí thì vui thật vui và phê thật phê. Đặc biệt là trong khoảng thời gian mọi người cần ở nhà thì việc ngồi im một chỗ để chơi game có vẻ như là một điều hữu ích nhất. Ngoại trừ việc 99% các game thủ ngoài kia đều có máy tính, còn mỗi bạn và tôi thì không có. Vậy thì phải làm sao? Hãy để tôi chỉ cho bạn. Làm gì thì cũng phải có cái đầu, vì có cái đầu mới suy nghĩ được. Máy tính cũng vậy, làm thế nào để máy tính có thể suy nghĩ được? Cho nó một cái đầu, hãy trang bị CPU, thứ được gọi là bộ não hay cái đầu của máy tính. Cái này không giúp nhiều trong việc giải tích lớp 12, nhưng lại cực kỳ hữu dụng trong các công việc khác. Chơi game chẳng hạn, cái đầu này có tên gọi là Ryzen 5 5600X, trong đó còn có tận 6 cái đầu nhỏ nữa được gọi là nhân. Trong 6 cái nhân này lại còn có 12 luồng. Nghe cứ như kiểu phân tích bánh bao vậy. Trong một bánh bao có 2 trái trứng, trong mỗi trái trứng lại có thêm 2 lòng luồng. Quay trở lại vấn đề phát. Đặc biệt là còn có thể hoạt động hơn cả những gì có sẵn bằng cách ép xung. Việc chỉ tiêu thụ điện rõ ràng là quá tốt. Đỡ phải nghĩ xem ngày mai ăn gì. Nếu CPU là cái đầu thì phần thân chắc chắn là main rồi. Tôi thì là một con người đơn giản, cứ cái nào đẹp là tôi thích. ProArt B550 Creator vuông vắn, xinh xắn nhưng không hề nhỏ nhắn. Mua cái bên này về thì sẽ không giúp các bạn viết văn hay hơn hay là vẽ đẹp hơn, nhưng chắc chắn sẽ giúp các bạn có động lực hơn. Để cái main nó còn đẹp và tinh tế thế này thì tại sao mình lại không phấn đấu cho đẹp và tinh tế hơn? Vậy là chúng ta đã có cái đầu, cái thân, còn thiếu mỗi con cạc. Cạc đồ họa. Cái này quan trọng để việc tận hưởng của các bạn là sướng nhất. Cứ mạnh nhất mà chọn. Tôi sẽ bật mí cho các bạn, đó là RX 6800XT. Các bạn hoàn toàn có thể trao đổi 33 củ để đổi lấy ngay một con cạc vừa to vừa dài, lại còn có 3 quạt để về quật đống trò chơi nhà bạn, cho nó hiểu ai mới là quái vật ở đây. Việc duy nhất các bạn cần làm đó là gọi ngay cho hotline của Alphard qua số 1900 0323 để đặt ship hàng tận nhà. Lắp hết đồ rồi thì lại phải ngồi chơi game Dota 2, nơi hàng trăm ngàn người từ khắp nơi trên thế giới cùng nhau lao vào trận chiến nảy lửa, nơi giao thoa ngôn ngữ từ những anh Nga ngố cho tới những anh Indo, nơi mà mọi người đều học chơi game lại từ đầu mỗi khi sang mùa mới. Liên minh huyền thoại, mọi tình huống solo queue là do bạn hay, còn thua là do bạn lag hoặc tại thằng dưới nó không biết ganh. Với combo này thì bạn sẽ tỏa sáng, trở thành một người gánh team thực thụ hoặc ăn hành gặp mặt ở góc nhìn 200 FPS. Chán chơi game online thì chuyển sang một tựa game offline, Horizon Zero Dawn, nơi bạn hòa mình vào không gian tận thế của máy móc. Điều duy nhất các bạn cần làm đó là mở setting và kéo mắc những gì có thể kéo. Shadow of Tomb Raider, hành trình cuối cùng của Lara Croft, bạn sẽ được thám hiểm thế giới mở cực kỳ tuyệt vời này, miễn là các bạn đã bỏ tiền ra và để mua game rồi. Và để tăng thêm cảm xúc phấn khích dành cho các bạn thì tôi sẽ để link ở dưới comment và mô tả để cho các bạn có thể tìm hiểu. Còn theo tôi cứ chọn luôn đi chứ đợi gì nữa. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là Alphard có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.